Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 11 giờ 30 của Đài Phát thanh Truyền Cà Mau. Hôm nay chủ nhật ngày 3 tháng 3 năm 2024. Chương trình gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, người lao động sẽ có hai đợt nghỉ lễ tiếp theo là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Tuy nhiên cả hai đợt nghỉ lễ này, người lao động đều không được nghỉ bù. Năm nay, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10 tháng 3 âm lịch rơi vào thứ Năm, ngày 18 tháng 4 là ngày làm việc trong tuần. Bởi thế, người lao động chỉ được nghỉ duy nhất ngày này không nghỉ bù. Đối với ngày chiến thắng 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động 1 tháng 5, so với các năm trước đây, năm nay lịch nghỉ lễ của hai ngày này đều rơi vào ngày thứ Ba, ngày 30 tháng 4 và ngày thứ Tư, ngày 1 tháng 5. Đây cũng là các ngày làm việc trong tuần, nên người lao động nghỉ đợt lễ này sẽ không được nghỉ bù. Bởi vậy, dịp nghỉ lễ này năm nay sẽ ngắn hơn rất nhiều so với các năm trước. Sáng nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Nước khai mạc kỳ thi học sinh giỏi trung học cơ sở năm học 2023-2024. Hơn 280 thí sinh đến từ 13 trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện sẽ tham gia dự thi với 9 môn toán, ngữ văn, vật lý, hóa học, lịch sử, địa lý và môn tin học. Riêng môn ngữ văn được thi theo hình thức tự luận và môn tin học thi lập trình trên máy vi tính. Kỳ thi sẽ tuyển chọn thí sinh đạt thành tích cao, thành lập đội tuyển tham gia kỳ thi học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh trong thời gian tới. Từ năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông có 4 môn thi, gồm 2 môn bắt buộc là toán và ngữ văn, cùng 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12. Trước thay đổi này, nhiều cơ sở giáo dục đại học cho biết sẽ có phương án để điều chỉnh công tác tuyển sinh đại học kể từ năm 2025. Giảm dần sự phụ thuộc vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông không phải là xu hướng mới. Những mùa tuyển sinh gần đây, các trường đã áp dụng nhiều phương án tuyển sinh. Trong đó, xu hướng các kỳ thi riêng đang được nhiều trường lựa chọn bởi những tiện lợi của kỳ thi này đem lại như tổ chức nhiều lần, không cần chờ đợi tới kết thúc năm học mới có thể tổ chức xét tuyển. Dù rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, các trường không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước thời gian Bộ quy định. Thưa quý vị, thời tiết trong những ngày qua liên tiếp có những đợt nắng nóng và gió mạnh đã làm nhiều diện tích rừng tràm và rừng cụm đảo trên địa bàn tỉnh bị khô cạn. Dự báo cháy rừng đang ở cấp cao và nguy hiểm. Trong đó có khu vực rừng của vườn quốc gia U Minh Hạ quản lý. Trước tình hình trên và theo đề nghị của vườn quốc gia U Minh Hạ, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã điều động 2 tổ máy bơm có công suất lớn cùng 8 lực lượng vào ứng trực tại những khu vực có nguy cơ cháy cao của vườn quốc gia U Minh Hạ. Các tổ máy bơm được tăng cường vào làm nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp cùng với lực lượng tại chỗ, tăng cường công tác tuần tra, luồn rừng, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hơn công tác phòng cháy chữa cháy rừng và tham gia chữa cháy rừng khi có cháy xảy ra trên địa bàn. Ngoài ra, Chi cục Kiểm lâm còn điều động thêm 3 cán bộ kiểm lâm vào tăng cường tại hạt kiểm lâm huyện U Minh và xét thấy cần thiết sẽ tiếp tục điều động lực lượng kiểm lâm vào làm nhiệm vụ. Đến thời điểm này, rừng tràm U Minh Hạ và rừng trên các cụm đảo trong tỉnh đã khô cạn hoàn toàn, trong đó có trên 10.000 hecta rừng đang dự báo cấp cháy cao và nguy hiểm. Dự báo trong những ngày tới sẽ còn những đợt nắng nóng và gió mạnh, nhiều diện tích rừng ở dự báo cháy cực kỳ nguy hiểm sẽ tăng lên. Cẩn tắc vô ấy nấy, phòng cháy hơn chữa cháy. Những cụm từ được nhắc thường xuyên mỗi khi nắng nóng hanh khô diễn ra. Sự cẩn trọng đối với công tác phòng cháy chữa cháy không bao giờ là thừa, bởi quả quạng luôn tiềm ẩn và phần lớn đều do chính con người gây nên. Đây là hệ thống chữa cháy tự động trị giá hơn 1,6 tỷ đồng, được Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Cà Mau đầu tư vào cuối năm 2023. Chỉ cần chợ Bách Quá Cà Mau có khói là hệ thống này sẽ cảnh báo, báo động và bảo vệ túc trực tùy theo mức độ sử dụng các biện pháp thích hợp dập tắt ngay đám cháy. Trong khu vực chợ thì có gắn những cái đầu báo khói. Khi mà trong chợ mà xảy ra sự cố thì sẽ báo trực tiếp về cái hệ thống. Mình xác định khu nào thì khi mình xác định được vị trí mà đám cháy đó, nếu đám cháy nhỏ thì mình sẽ lấy bình CO2 trang bị tại chỗ đó, mình chữa. Còn nếu như mà đám cháy lớn thì mình sẽ mở vòi nước. Khi mà vòi nước được mở thì cái áp suất nó tụt xuống thì cái máy này nó sẽ tự động nó khởi động, nó chạy để nó bơm nước lên.
khi mà ở đây mà không có điện đó, thì nó sẽ khởi động máy dầu để cho dập tắt cái đám cháy hiệu quả. Với phương châm phòng cháy hơn chữa cháy, mọi động tĩnh mức an toàn của chợ nông sản và chợ Bách Hóa đều được giám sát chặt chẽ qua hệ thống 24 camera giám sát. Cùng với đó, đội bảo vệ chợ thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho các tiểu thương. Trời nắng nóng thì mình phải kiểm tra dây điện thường xuyên, nếu tỷ có gì thì mình phải báo liền cho quản lý chợ. Cái thứ nhất, cái thứ hai là khi mà chiều về đóng cửa thì mình phải có ý là mình phải tắt tất cả các ổ điện. Nếu như các quầy lân cận mà quên tắt thì mình sẽ báo với các quầy lân cận để mình là hỗ trợ cho nhau để phòng chống, tại vì tài sản của đây là mình rất là nhiều. Anh em cũng tuyên truyền nhắc nhở bà con là không có nấu nướng, không có đốt nhang đèn trong khu vực chợ. Rồi điện các thứ khi mà ra về đó thì cúp cầu giao điện, không có để điện ban đêm. Quả quạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, bất kỳ đâu. Xác định rõ nguy cơ này, Ủy ban Nhân dân phường 6 chỉ đạo công an phường phối hợp với các khóm tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành quy định về phòng cháy. Ưu tiên kiểm tra nhắc nhở, thậm chí xử phạt vi phạm quy định phòng cháy là các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy cao. Sau khi mình cất nhà cơ bản đã xong, rồi là xuống liên hệ gặp mấy anh ở công an phường với hướng dẫn giúp đỡ cái phòng cháy chữa cháy. Thì sau đó thì mấy anh đúng xuống tận tình giúp đỡ cái phòng cháy chữa cháy, cả cái tiêu chí, cái hồ sơ, cái phương án chữa cháy là chỗ mấy anh ở công an phường đã tận tình giúp đỡ cho cái chỗ đó. Hàng buổi sáng thì gặp mặt các cái dân mà ở mướn thuê phòng mình á, mình cũng hết sức là nhắc nhở là cái mùa khô cái phòng cháy chữa cháy cao, mình cũng đều nhắc nhở rồi mình chỉ cái hướng dẫn cái phòng cháy chữa cháy, hai cái bình chữa cháy và hai cái đầu nhà cũng có cái nguồn nước, rồi là sau khi phát hiện cháy rồi là hô hoán lên để cho mọi người xung quanh để là tập trung để phòng cháy chữa cháy, để một cái thiệt hại một cái là giảm thiểu ít nhất để cho bà con. Chúng tôi sẽ tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp ý thức được cái trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy bằng nhiều cái hình thức, như là về trên cái trang Zalo phường, rồi trên trạm truyền thanh, thông qua các cuộc họp dân, họp tổ tự quản, họp chi bộ. Sau khi tuyên truyền xong thì chúng tôi cũng căn cứ kế hoạch đó thì thường xuyên ra quân kiểm tra, xử lý những cái trường hợp, những cái cá nhân, những cái tổ chức mà vi phạm về cái an toàn phòng cháy chữa cháy. Thì qua kiểm tra từ đầu năm 24 đến nay thì đơn vị phường 6 đã kiểm tra được 18 cái trường hợp. Thì hầu hết người dân và cái tổ chức đều chấp hành tốt cái công tác phòng cháy chữa cháy trong cái mùa khô năm nay. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng còn một số người dân là chưa chấp hành tốt. Cụ thể thì chúng tôi đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 trường hợp. Quả quạng luôn trình trập những khu chợ sầm uất, những cụm dân cư đông đúc. Chỉ cần vài giây bất cẩn, hậu quả sẽ khôn lường. Do vậy, việc tuân thủ an toàn phòng cháy chữa cháy là cách tự cứu mình và đảm bảo an toàn cho cả những người xung quanh. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị số 10 về việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu lúa gạo bền vững, minh bạch, hiệu quả trong tình hình mới. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng, các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số 24 ngày 5 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện một số nhiệm vụ. Trong đó, yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long tổ chức thu hoạch vụ lúa đông xuân theo đúng thời vụ, giảm thiểu đến mức thấp nhất tổn thất sau thu hoạch. Kịp thời chỉ đạo tổ chức sản xuất vụ hè thu, chủ trì phối hợp với các địa phương, hiệp hội ngành hàng theo dõi sát tình hình, kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ chính xác về diễn biến thị trường lúa gạo để người dân, doanh nghiệp có kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp, đảm bảo nguồn cung phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, ổn định giá cả thị trường. Qua 2 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản đang ghi nhận tín hiệu lạc quan trở lại khi kim ngạch xuất khẩu đạt 1,37 triệu đô la, tăng 28,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Liên minh châu Âu tiếp tục là những thị trường nhập khẩu lớn thủy sản của Việt Nam. Các mặt hàng chủ lực như tôm, cá tra, cá ngừ đều có sự bứt phá đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là động lực quan trọng cho sự phục hồi của ngành thủy sản trong năm nay.
Giá ga bán lẻ trong nước tháng 3 tiếp tục được điều chỉnh tăng. Cụ thể, giá ga bình Petrolimex bán lẻ đã bao gồm VAT tháng 3 tại thị trường Hà Nội là 460.740 đồng một bình dân dụng 12 kg, tăng 2.640 đồng một bình. 1.842.760 đồng một bình công nghiệp 48 kg, tăng 10.560 đồng một bình 48 kg. Đây là lần tăng giá thứ 3 liên tiếp trong 3 tháng đầu năm 2024, với tổng mức tăng là 13.000 đồng một bình 12 kg. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, thị trường hoa tươi cũng trở nên sôi động hơn. Mặt hàng hoa tươi dành cho dịp 8 tháng 3 năm nay đa dạng với nhiều chủng loại như hoa lan, hoa ly, hoa hồng các loại, hướng dương, cúc trắng, tulip. Hiện tại, giá hoa hồng vàng đỏ loại thường từ 10.000 đồng một bông, giá hoa ly tùy kích cỡ có giá từ 300.000 đồng đến 450.000 đồng 10 cành, còn hoa hồng nhung Đà Lạt có giá từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng 10 bông. Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương công bố mới đây cho thấy, thương mại điện tử Việt Nam trong những năm qua ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Dự báo doanh thu và sản lượng bán ra trên các sàn bán lẻ trực tuyến B2C doanh nghiệp tới người tiêu dùng của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong năm 2024, có thể đạt 650.000 tỷ đồng. Trong đó, 5 sàn thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam có thể đạt hơn 310.000 tỷ đồng vào năm 2024, tăng trưởng 35% so với năm 2023, Google, Temasek Bank and Company đánh giá. Việt Nam là quốc gia nằm trong top có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á về mua sắm trực tuyến. Theo thống kê từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa thải ra môi trường, trong đó 0,28 đến 0,73 triệu tấn bị thải ra biển, nhưng chỉ 27% trong số này được tái chế, tận dụng bởi các cơ sở doanh nghiệp. Vấn đề này đang là một bài toán khó đối với môi trường sống hiện nay. Trong những năm qua, tiêu thụ nhựa ở Việt Nam liên tục tăng trưởng khoảng 15% mỗi năm. Một phần lượng rác thải nhựa này, nhựa có giá trị, đang được thu gom, tái chế ở các làng nghề trên cả nước. Tuy nhiên, vẫn còn lượng lớn rác thải nhựa khó tái chế, giá trị thấp như bao bì, túi ni lông, nhựa sử dụng một lần, đổ ra bãi rác, chôn lấp hoặc thải trực tiếp ra môi trường. Bản tin 11:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.